Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và nếu mà anh em nói về một chiếc màn ultra wide, tức là góc siêu rộng ấy, xịn nhất đó, thì đây, vâng, chiếc màn ở đây rồi. Và chúng ta hãy cùng xem chiếc màn ultra wide xịn nhất có cái gì nhá. Bây giờ hãy nói về cái thông tin cơ bản của chiếc màn này đi. Thì đây là chiếc màn đến từ LG anh em nhá, là chiếc màn 34 inch GN950G. À, một trong những chiếc màn có thể gọi là mới nhất trong thời điểm hiện tại với một cái gọi là màn ultra wide. Thì cái màn này nó sẽ có những cái thông số cơ bản như là đầu tiên nó sử dụng tấm nền là Nano IPS này, tỷ lệ là 21:9 này, với độ phân giải không phải là Full HD ultra wide nhá mà là 2K ultra wide anh em ạ, tức là 2K QHD. Và điều đó có nghĩa là anh em sẽ có một cái bề cao đúng không? Là 1440, nhưng mà bề ngang này là trên 3000, gần 4000 cơ. À, để giúp cho anh em có một cái trải nghiệm chơi game cực kỳ tuyệt vời, đặc biệt là với những tựa game nào mà gọi là ngắm cảnh anh em ạ. Về cái tấm nền này thì đây là Nano IPS anh em biết rồi đấy, nhưng mà nó sẽ bị cong cong một chút. Với những cái màn hình 16:9 ý, thì mình nghĩ rằng cong là không có. Nhưng mà vì là một màn hình 21:9 cho nên là cong là rất là phù hợp, để cho anh em thể ngồi vị trí này và nhìn tất cả các góc rất dễ dàng mà không cần phải ngoái cổ sang, hơi khó chịu chút. Rồi, về phía đằng sau thì sao? Đầu tiên nhé, ở bên dưới đây chúng ta sẽ có một cái chân này. Và mình thấy có vẻ như đây là một cái chân làm bọc bằng nhựa thì phải. Đấy, mình không bằng bằng nhựa này. Đằng phía sau thì chúng ta sẽ có, đây cũng là những cái khối bằng nhựa. Và chúng ta sẽ có một cái khu vực ở đây. Mình không biết đây là LG đang cố gắng làm một cái để kê tai hay là để vòng qua bằng dây nữa. Tại vì có vẻ như là sẽ như thế này và vòng qua đây để đi ra đằng sau. Nhưng mình trông nó hơi không được gọi là mỹ quan, đẹp mỹ quan lắm nhỉ. Về cổng kết nối thì sao? Chúng ta sẽ có đó chính là một cái hub USB này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một đầu DisplayPort và một đầu HDMI. Ngoài ra chúng ta sẽ có cổng nguồn và một cổng cắm cho anh em cắm tai nghe nữa, rất là tuyệt vời. Thì về cái giao diện của màn hình ấy, thực sự mình cảm thấy rằng cái dòng Ultra Gear của LG luôn là một trong những cái dòng rất là đẹp, có một cái thiết kế tương đối là hố nhưng mà nó cũng không quá đà như là một số những dòng gaming khác. Và bây giờ thì mình cùng thử cắm nó lên xem thế nào nhá. Sau đây thì mình đã setup xong cái màn hình lên rồi. Thì mình đã cắm vào cái bộ PC của mình. Khi mà mình cắm cái màn này ấy, thì mình để ý rằng là cái chân này nó sẽ có hai tùy chỉnh thôi. Tức là anh em sẽ có thể nâng này, cụp này và có thể ngửa như các kiểu thôi, chứ không thể nào mà kiểu xoay trái xoay phải hay là xoay dọc được, hơi buồn một chút. Nhưng mà thực sự ý, với những anh em gaming ý, gamer ý, thì cũng chỉ cần như thế thôi. Một cái điểm mà mình cảm thấy không quá là hài lòng đó chính là cái độ lên xuống của nó không quá là sâu. Tức là ví dụ cao nhất là như này đúng không? Ừ thì cao thật đấy, nhưng mà xuống thì chỉ xuống đến mức như này thôi. Và nhưng mà ngoài ra thì cái khi mà mình lên xuống ấy, ui ôi, thích vô cùng. Mình cảm giác rằng ấy, cái chân này ấy, nó còn tuyệt vời hơn tất cả những cái chân ARM bên ngoài kia. Tại vì cái cảm giác nó rất là mượt mà, như cái em gái 18 vậy. Về cái xem nào, về cái màu sắc của nó ấy, thì mình thực sự mình cảm thấy nó có một cái màu sắc rất là đẹp này. Và cái sự nâng cấp của cái màn này so với cả cái phiên bản GP850 ấy, đó chính đầu tiên nhá, là cái OC, tức là cái độ làm tươi của màn. Thay vì là 165Hz thì bây giờ nó là 180Hz rồi. Wow. Và một điểm nữa đó chính là đèn RGB. Ui rồi, đây để mình cho anh em xem nhá. Thì nằm bên dưới đây này, chúng ta sẽ có một cái núm. Tất nhiên rồi, mình là con trai mà mình rất là thích núm. Nhưng mà ngoài ra chúng ta sẽ còn có một cái như con lăn chuột nữa. Cái con lăn chuột này, cái mục đích của nó không phải là để anh em lướt web đâu, mà là để anh em chỉnh đèn RGB đằng sau. Bây giờ mình quay ra nó ra cho anh em xem nhá. Đấy, ui rồi. Anh em nhìn này, đây từ từ nhá. Đấy, anh em có thể thấy đây, các tùy chỉnh, tùy biến khác nhau. Đây anh em này, anh em bấm bật lên, bấm vào cái con lăn chuột này nhá, là anh em sẽ thấy bật đèn này và xoay trái xoay phải để có thể tùy chỉnh được cái độ sáng này. Nhưng mà nó không chỉ đơn sắc đâu anh em nhá, mình có thể chuyển giữa các chế độ khác nhau. Ví dụ như đây, đổi sang màu tím này, đổi sang màu xanh dương này và đổi sang màu trắng này, một màu rất là cơ bản nhưng ai cũng thích, gọi là đèn LGBT đúng không ạ. Đấy, u dồi ôi, sáng đẹp diệu kỳ chưa? Đấy, nếu mà anh em muốn cái góc của mình nó tô điểm thêm một chút thì đây sẽ là một cái màn hình rất là phù hợp. Ví dụ như là anh em chẳng hạn như là ngồi đằng sau một cái tấm màn đằng trắng, một cái bức tường màu trắng đúng không? Thì cái đèn này sẽ phản vào đấy, tạo nên một cái gọi là một cái sáng kiểu phụ rất là đẹp, rất là diệu kỳ. Rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta tập trung vào chiếc màn này nhá. Sau khi mà chúng ta đã biết được đèn về đèn RGB đúng không? Thì chúng ta sẽ tiếp tục đó chính là OSD. Thực sự cái OSD là một trong những yếu tố rất là quan trọng của một chiếc màn hình, giúp cho anh em có thể tùy biến được các setting của chiếc màn này được. Và với cái dòng
Ultra Gear của LG ấy, thì các menu của nó rất là tuyệt vời, rất là kiểu rất là suy nghĩ cho người dùng này, rất là dễ để tiếp cận này, vân vân và vân vân. Đây mình vào menu phát nhá, thì sẽ có các chế độ khác nhau. Game mode này anh có thể tùy chỉnh này, ví dụ như là game M1 này, game M2 này, FPS này, RTS này, Reader với cả sRGB. Thì tí nữa mình sẽ nói một chút về những cái mode này nhá. Còn nếu mà mình khuyên ấy thì mình khuyên anh em nên để ở game M1. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có game adjust này, chúng ta sẽ có setting là overclock này để giúp anh em có thể đẩy cái mức overclock lên cao hơn để cho lên đấy là 188. Mình thử vào setting xem nhá. Đây, vào với DisplayPort thì mình đã có thể chỉnh lên được là 180Hz rồi. Đấy. Đấy, anh em thể thấy đây, 180Hz rồi. Và tiếp theo nữa này là chúng ta sẽ có, đó chính là trên chiếc màn ấy sẽ có công nghệ đó chính là G-Sync Ultimate. Đây. Vào để anh em có thể bật G-Sync lên để giúp cho anh em khi mà chơi game ấy sẽ không bị xé hình, đặc biệt là khi mà chơi ở dưới cái mức độ 180Hz này. Đấy nhá, một điều rất là tuyệt vời như thế. Tiếp theo nữa này, chúng ta sẽ còn có đó chính là Game Adjust. Những cái phần khác, ví dụ như là Black Stabilizer này, thì mình sẽ để giúp cho cái màu khoảng màu đen này nó sáng hơn ấy. Nhưng mà mình không thích như thế, mình vẫn thích một cái độ contrast nó đẹp đẽ một chút, cho nên là mình sẽ để ở mức Off này. Và Response Time thì đây sẽ có 3 mức Response Time, 4 mức là Off, Normal, Fast và Faster. Thì theo như những gì mà mình test ấy, thì trên chiếc màn này khi mà mình để ở mức Faster thì với cái 180Hz này thì nó sẽ không có hề có những cái, nó sẽ rất là ít những cái artifact, những cái kiểu cái những cái hình bóng mờ đi theo ấy. Nhưng mà nếu mà mình giảm xuống nhá, 144, 100 hoặc là 60 thì khi đấy những cái bóng mờ rất là rõ. Đây để mình thể hiện cho anh em xem nhá. Đây, nếu mà với chẳng hạn như là 60Hz đúng không, thì em có thể nhìn thấy trên từng cái con UFO này này, nó sẽ có những cái đường đi đằng sau. Đấy, và nếu mà mình để ở số fast đúng không, thì những cái đường đấy nó sẽ biến mất rồi. Và cái mức setting fast này ấy, thì mình đánh giá rằng là phù hợp cho tất cả các độ phân giải, tất cả các độ làm tươi từ 60, 100, 120, 140 đến cả 180 anh em nhé. Cho nên là đây là mức phù hợp. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có, tất nhiên rồi, một chiếc màn hình gaming mà các nhà sản xuất mình chả hiểu sao lại cho cái tính năng này vào. Đây là cái Corsair. Đây, sẽ có một cái hồng tâm hack hiểu không, để cho anh em có thể no scope bắn ốp. Và cuối cùng đó chính là FPS counter. Ví dụ chẳng hạn mình đang để ở 60Hz này, FPS counter để giúp cho anh em có thể đọc xem là cái màn hình mình đang thể hiện ở mức độ làm tươi bao nhiêu, ở mức FPS bao nhiêu, rất là dễ dàng. Phần tiếp theo chúng ta sẽ có những thứ khá là đơn giản mà đa số những chiếc màn hình đều có, là cái picture adjust, tức là anh em có thể tùy chỉnh những cái về setting của màn trong này, ví dụ như brightness và contrast nhá, chỉnh độ sáng này, chỉnh độ tương phản này, chỉnh gamma này, chỉnh với mình khi mình test á, gamma chế độ mode 2 là phù hợp nhất này. Color temp thì mình để custom, nhưng mà mình sẽ vẫn sRGB là mình sẽ giảm xuống, blue này mình sẽ giảm xuống 47 thì sẽ đạt được một cái mức setting tốt nhất. Và six color này thì cái này thì cũng quan trọng, nếu mà anh em có những cái thiết bị như là những cái kiểu chỉnh màn các kiểu ấy thì đây sẽ là mức setting mà phù hợp hơn, hoặc là nếu mà anh em muốn ấy thì anh em có thể tự chỉnh dựa vào các review. Cuối cùng là local dimming, thì cái này ấy, cái màn hình này sẽ có từng những cái mảng sáng, mảng sáng, mảng sáng một, thì cái local dimming này sẽ giúp cho anh em có thể gọi là ví dụ chẳng như là trong những cái scene tối đâu, chơi những cái tựa game mà ngắm cảnh ấy, những khu vực tối này thì cái tấm led này nó gần như là có thể tắt luôn, nó như kiểu là OLED ấy. Nhưng mà tại vì là giới hạn của IPS nó chỉ đến thế thôi, và sẽ khiến cho anh em gọi là thế nào nhỉ, nó không tạo độ contrast được cao bằng như là của VA hay là của OLED. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy thì mình sẽ không, vẫn muốn, mình không muốn bật những cái logo dimming lên, tại vì khi mà mình bật lên ấy, đây này mình bật lên cho anh em xem nhá, thì đây những cái mảng sáng này nó sẽ cứ nửa sáng nửa tối, nhìn trông rất là khó chịu và nó sẽ bị tách biệt ra, đặc biệt là khi mà anh em sử dụng trong buổi trời tối ấy, đấy nhá. Thế nên là mình khuyên là anh em nên tắt nó đi. Và cuối cùng thì là input, tất nhiên rồi, ai không biết cái này, đơn giản thôi. Còn khi mà mình sẽ quay trở lại với cả game mode nhá, thì nếu mà anh em thấy thì uầy, một cái màn hình như này đúng không, chế độ sRGB các kiểu, game M1, game M2 các thứ, chắc chắn là sRGB là cái tuyệt vời hơn không? Nhưng mà kết quả không phải như thế nhá. Khi mà mình chỉnh vào sRGB thì đây, mình có thể cho anh em xem cái kết quả đo lường của mình được. Với chế độ sRGB nhá, thì cái màn này chỉ phủ được là 96% giải màu sRGB thôi. Lạ nhờ. Trong khi đó cũng chỉ có 73% của giải màu Adobe RGB và 74% của giải màu DCI-P3 anh em nhá. Nhưng mà một điều khác lạ đặc biệt ý là khi mà mình bật chế độ này, mình cảm thấy rằng uầy, nó có vẻ như là đổi xanh hơi nhiều. Thì đây, kết quả không hề nói sai. Ui dồi ôi, nó lệch xanh kinh khủng khiếp luôn, đến tận là Delta E là 6 luôn. Mặc dù là trung bình nhá, nó vẫn rất là thấp, chỉ có 1.37. Vậy là mình mới đặt ra một câu hỏi là tại sao lại như thế nhỉ? Thế nên là mình đã chuyển sang game M1 và mình đã cân chỉnh lại một chút. Đây, cân chỉnh lại game M1 đúng không? Vào này.
Ui rồi, khi đấy thì giải màu sRGB đã được phủ 100% rồi. Và Adobe RGB thì là 90% và DCI-P3 là 94%. Còn ngoài ra khi mà mình chỉnh sang cái độ chuẩn màu ấy, ui rồi anh em thể nhìn thấy đây. Cái độ delta E của nó là dưới 1, tức là 0.83 anh em nhá. Và sẽ giúp cho anh em có một cái trải nghiệm sử dụng màu cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó là lý do tại sao mà mình khuyên rằng anh em nên chỉnh sang GM1 chứ không phải là RGB anh em nhá. Màu nó cũng cảm giác tươi hơn, màu đỏ chuẩn hơn, màu xanh cũng chuẩn hơn và giúp cho anh em có một trải nghiệm xem phim, làm việc hay là chơi game chuẩn hơn. Nếu mà có những cái loa kiểm âm ấy thì đây là một trong những chiếc màn hình gaming kiểm màu rất là tuyệt vời. Tức là anh em có thể gọi là chơi game ban ngày và làm việc ban đêm rất là thoải mái, không hề có vấn đề gì cả. Và nếu mà mình lựa chọn ấy thì mình sẽ cảm thấy rằng là cái màn hình này sẽ rất là phù hợp với những anh em nào mà chơi những tựa game, đầu tiên là chẳng hạn như là Shadow of Tomb Raider này, Assassin's Creed Odyssey này, những tựa game mà có thể tối ưu được tất cả cái tấm nền 21:9 này. Nhưng với những anh em nào mà chơi game như kiểu là FPS ấy hoặc là chơi Liên Minh Huyền Thoại, chơi được nhưng mà sẽ có một số trường hợp, ví dụ như chẳng hạn như là CS:GO đúng không, nó sẽ vẫn chỉ là 16:9 nhưng mà cái phần khu vực này sẽ bị giãn ra. Mình thử bật lên cho anh em xem nhá. Rồi đây anh em có thể nhìn thấy đây, mình đã vào trong một tựa game CS:GO rồi. Và nếu mà anh em để ý nhá, thì đi bình thường này nhìn trông có vẻ đơn giản và có vẻ dễ dàng, không thấy có gì khác lạ cả. Nhưng bây giờ anh em nhìn mình xoay này, đây nhá, để ý vào cái cục này nhá, nó sẽ thẳng thẳng không, khi mà mình xoay sang này nó sẽ bị giãn ra đấy. Tức là khi cái game này nó chỉ render ở 16:9 này, còn cái phần này nó sẽ bị kéo giãn ra để vừa với cả cái 21:9 này. Và đặc biệt ý, chơi như thế này cực kỳ là có thể đau mắt sau một thời gian dài, đặc biệt là với những ai mà không chuyên chơi CS:GO, chơi những tựa game FPS. Và nếu mà mình di chuyển nhanh, ui rồi đấy, anh em thấy không, nó như kiểu cái hiệu ứng len mắt cá ấy, hơi khó chịu với một số người dùng. Thế nên là mình khuyên rằng nếu mà anh em mua cái màn này ấy, thì phù hợp hơn với những tựa game mà có thứ nhất là hỗ trợ 21:9 một cách thuần này. Nói chung là với một cái màn hình như này ấy, thì anh em cảm thấy nó hòa quyện vào game hơn, đặc biệt là với những tựa game gọi là ngắm cảnh đấy nha anh em nhá. Thì khi mà mình chơi như này ấy, mình cảm thấy rằng là nó hơi bị rộng quá và khiến cho mình cảm thấy rất là ngợp, hiểu không? Mặc dù mình chơi game cũng tương đối là nhiều rồi thì khi mà mình chơi này mình vẫn cảm thấy rất là ngợp, bởi vì nó quá là rộng, phải chếch trái chếch phải xong xoay 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 liên tục như này này, làm cho mình cảm thấy hơi khó chịu một chút. Thế nên là thôi, mua cái màn này về gọi là làm việc và gọi là chơi những tựa game ngắm cảnh là nhiều. Rồi, vậy thì tổng hợp thì mình có những điểm thích sau đây về chiếc màn này nhá. Đầu tiên này, về cái độ 21:9 của nó, chơi game nếu mà chơi những tựa game như mình đã nói thì rất là tuyệt vời này. Thứ hai, cái chân của nó rất chắc chắn, nhưng mà hơi buồn là nó nâng lên nâng xuống và chỉ ngược cục thôi, nhưng đó là cái nhu cầu đơn giản của mọi người rồi, ai cũng cần cái nhu cầu đấy chứ, xoay trái xoay phải đâu có cần lắm đâu. Rồi tiếp theo nữa này, đó chính là cái độ chuẩn màu của nó. Thực sự với cái chế độ game mode và những cái setting như thế thì mình cảm thấy rằng đây là một trong những chiếc màn hình tuyệt vời nhất có thể mua được về một chiếc màn hình ultra wide. Nhưng sẽ có những điểm không được ưu tú lắm về chiếc màn hình này. Đầu tiên nhá, đó chính là cái mức giá của nó. Mức giá của nó bao nhiêu? Mình nói là giờ nó khen tuyệt vời, nó rất là đẹp, nó rất là sáng, nó rất là gọi là hảo hán. Nhưng mà cái mức giá của nó là khoảng tầm 27 triệu cơ. Một mức giá khá là, không phải là ba dơ mà là acid, nó khá là chua. Thế nên là anh em sẽ phải, chắc chắn là sẽ phải chi ra một số tiền rất là lớn để cho chiếc màn này. Nhưng mà thường ấy, một con người mà mua một cái màn như này thì chắc chắn là họ có một bộ PC cực kỳ là khủng rồi. Nhiều khi bộ PC trên 100 triệu rồi thì mới mua được những chiếc màn này, đúng không ạ? Và một điểm trừ thứ hai thì mình cảm thấy không thích cho lắm, đó chính là cái phía đằng sau này. Cái phía đằng sau này thì cái DJ của nó mình cảm thấy nó thiết kế chưa quá là đẹp. Hy vọng rằng là trong phiên bản tiếp theo LG họ có thể tạo ra một cái như kiểu một cái lỗ ấy, để anh em có thể luồn dây qua, nhìn cho nó sang chảnh hơn, nó sang trọng hơn anh em nhá. Rồi, vậy thì đó là những cái trải nghiệm, những cái cảm nhận của mình với chiếc màn hình này. Thực sự đây là một màn hình cực kỳ là tuyệt vời nếu mà anh em có khả năng để mua được chiếc như này. Những anh em nào ấy mà muốn gọi là sở hữu một chiếc màn hình này thì có thể đến ngay cơ sở của Hacom chúng mình và mua ngay nhá. Mà kể cả Tết chúng mình cũng bán luôn anh em ạ. 4 cơ sở chúng mình sẽ bán thoải mái những chiếc màn như này để có thể phục vụ được cái nhu cầu sử dụng mua hàng của anh em nhá. Và cuối cùng thì thực sự cảm ơn các anh em đã xem video này. Bye các anh em tại một video sau nhá.